Người đầu bếp bất ngờ bị rắn mất đầu báo thù và cái kết thương tâm. Rắn là một trong những sinh vật vô cùng nguy hiểm, thậm chí ngay cả khi mất đầu, chúng còn có khả năng gây tử vong cao hơn. Minh chứng cho sự thật này là cái chết thương tâm của Phan Phan, chủ một nhà hàng nổi tiếng với món súp rắn tại Phúc Kiến, Trung Quốc. Ngày hôm đó như thường lệ, đầu bếp Phan nhận nguyên liệu tươi sống để chế biến món ăn đặc sản của quán. Tuy nhiên, điều kỳ quái đã xảy ra sau khi người này cắt đầu con rắn và để sang một bên để chuẩn bị các nguyên liệu khác. Khoảng 20 phút sau, nghĩ rằng nguyên liệu đã chết, anh ta tiến đến chỗ con rắn và tiếp tục chế biến, thì bất ngờ bị chính cái đầu đã đứt lìa cắn vào tay. Nọc độc từ vết cắn nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, khiến người đàn ông choáng váng và gục ngã. Dù được đưa đi cấp cứu ngay lập tức, nhưng do nọc độc đã xâm nhập sâu vào cơ thể, đầu bếp xấu số này đã không qua khỏi. Sự việc thương tâm này một lần nữa khiến nhiều người nhận ra nguy hiểm khó lường khi tiếp xúc với rắn, ngay cả khi chúng dường như đã chết. Dưới góc nhìn khoa học, loài rắn vẫn có thể cắn và tiêm nọc độc vào kẻ thù trong một khoảng thời gian sau khi bị chặt đầu. Thậm chí lúc này, chúng còn không thể kiểm soát được lượng độc tiêm vào mục tiêu. Điều này càng có nguy cơ khiến nạn nhân tử vong cao hơn. Đây là một phản xạ tự vệ được điều khiển bởi hệ thần kinh của loài bọ sát máu lạnh này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay của BeTalk. Chúc các bạn một ngày thật vui. Hãy nhớ đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất từ chúng mình nhé.